Dương Tử Tiêu chiến đội bằng chứng hẹn hò không thể chối cãi, thuyền cuối cùng cũng cập bến. Video hẹn hò của Dương Tử và Tiêu Chiến hiện đang là chủ đề bàn tán từ phía cư dân mạng. Vào đầu năm nay, bộ phim hợp tác đầu tay của Dương Tử và Tiêu Chiến Dư Sinh Xin Chỉ Giá Nhiều Hơn đã chính thức được lên sóng. Tuy phim không đột bạo như mong đợi, thế nhưng màn tương tác của hai đỉnh nêu trên màn ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng. Đầu chỉ ngọt trên phim, Dương Tử và Tiêu Chiến còn có những hành động cực ấm áp ở hậu trường. Việc liên tục tỏ ra thân thiết trên mức đồng nghiệp đã khiến Dương Tử và Tiêu Chiến vướng nghi vấn phim giả tình thật. Mới đây có một blogger đã đăng tải bài viết kèm theo video bằng chứng cho thấy cặp đôi Dư Sinh đã bí mật hẹn hò cùng nhau từ lâu. Không những vậy, cả hai còn liên tục có những hành động cực kỳ thân thiết. Tuy nhiên, ngay lập tức phía phòng làm việc của Tiêu Chiến đã phát văn bản thanh minh. Thế nhưng thông báo đưa ra, phía chàng Mỹ Nam 9X khẳng định anh vẫn đang độc thân. Bữa ăn trên là do Tencent tổ chức sau sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng năm 2020. Tuy nhiên, có người đã cố ý cắt bỏ những người xung quanh để lan truyền tin hẹn hò ác ý. Phía Dương Tử cũng lên tiếng khẳng định Năng Tiểu Hoa 9X đang độc thân. Sự kiện trên ngoài cô và Tiêu Chiến còn có rất nhiều người khác cùng tham gia. Ở thời điểm đó, Dương Tử và Tiêu Chiến đang hợp tác trong Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, nên có thân thiết cũng là chuyện dễ hiểu. Dù khá thất vọng khi biết Tiêu Chiến và Dương Tử không phải phim giả tình thật, song có một bộ phận công chúng đã lên tiếng phản đối việc lan truyền thông tin sai sự thật. Việc này sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng cũng như hình tượng của hai đỉnh lưu lượng. Dù vậy, cũng không thể phủ nhận được rằng Tiêu Chiến và Dương Tử là một trong những cặp tình nhân màn ảnh đẹp nhất năm nay. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!